Bước lên ô tô được 4 giây, người đàn ông đã gây ra cảnh tượng đầy ám ảnh. Cả phố la hét, đổ xe ngược chiều và khi vừa bước lên xe, nam tài xế đã để xảy ra tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm. Tình huống giao thông nguy hiểm được nhắc tới, xảy ra vào khoảng 22 giờ 17 phút đêm ngày hôm qua, ngày 19 tháng 3 ở chợ Bờ Hồ, thị trấn Tràng Bom, Đồng Nai. Thời điểm đó, xe ô tô 4 chỗ hiệu Kia đang dừng đổ bên đường. Người phụ nữ ngồi phía ghế lái đang trao đổi điều gì đó với người đàn ông. Sau đó, chị này xuống xe, đi vào lề đường, còn người đàn ông bước vào ghế lại. Chỉ sau khoảng 4 giây, chiếc xe còn chưa đóng cửa, bỗng lùi như tên bắn khiến những đứa trẻ đang chơi gần đó hoảng sợ, la hét. May mắn chiếc xe không đụng trúng bất cứ ai, nếu không thì không rõ điều tồi tệ gì có thể xảy ra. Tại hiện trường, phần đuôi ô tô 4 chỗ bị đâm mấp biến dạng. Theo dõi đoạn clip, nhiều ý kiến cho rằng nam tài xế đã đạp nhầm chân ga, nên mới để xảy ra tình huống như vậy.